lõm. Valorant cân là team nào? Gọi là nhà vua Pacific. Đơn giản là anh Bảy là chỉ có lên. Đập anh Bảy chưa bao giờ hụt. Đập anh Bảy chưa bao giờ hụt. 2.300 tỏi. Bố. Ê, chưa có mùi thẻ Lemmy Yaman nhờ. Spotlight. Ui, tay bóng nhà. Ui, CK. Ai đây? Có ta. Thẻ này thẻ gác nha mấy má ơi. Thẻ này thẻ gác mấy má ơi. 6 thẻ gác bằng đó. Tôi mở gác thôi. Không, tôi nghĩ trước sau thì tôi cũng đi hết cái hàng ở trên à. Trước sau gì cũng là hàng ở trên thôi. Tự nhiên bữa nay tôi có tự tin lắm. Tự nhiên bữa nay tôi tự tin lắm. Tôi không có tin là tôi sẽ thách nhất là con Michael Ballard được. Chắc chắn là như vậy luôn. Ý CB Manini. Bố Nesta. Shiba. Bú gà Nesta này cũng hơi cháo nái nha. Lỏ luôn chứ. Trời ơi. Lakata 104. Tao nói nó lỏ. Sự kiện Hà Lan CB mù bớt like ấy à. Cái gì suốt ta. Chưa bao giờ mở ra gấu ngon. Thật sự. Đen thật. 103 lại pháo bông. Vertonghen. Echo thì min lửa. Lên một con gì đó coi ai đây. Ai nữa vậy? Vertonghen nữa à. Là tôi có thật sự tôi đang chơi sự kiện không vậy ta? Hả? Hả? Tôi có thật sự đang chơi sự kiện không vậy? Là tôi đang chơi đó anh em. Tôi đang chơi sự kiện hay là sự kiện chơi tôi vậy? Pháp! CB! Rudiger! 118! Con đè! Tôi đã bao giờ nghe thấy tên cậu ấy đâu. Là gì sao? Uni nó gọi nữa rồi. Em nói không lành rồi mà. Ô, Rudiger Đức ạ. AB còn dịch vụ hát CMS Enco à? Dạ không, dạ này không em nha. Anh chào mà. Rudiger nào pháp ông. Chào, chào, chào. Nhận tí mà mới gì căng. Đây rồi, vô cái gói này đi. HG101 nào. Hiểu. HG. Hai nữa đây. Spotlight. Olivera. Như cục cước vậy trời. Mùa lời hát. Chính. Phát. Di cấy. Mùa hót. Ây da, ơi cũng ngon nha, 550 mấy tỏi ngon nha. Gà trống nha, gà trống ngon lo. Này ai yếu đuối vậy? Anh đừng bị hàng giỏi vậy. Lên 10 mai em chạy con SH. Phạm anh tay, clip anh ta, clip anh ta. Cho em mở với. Cô Ly anh ta ghét bên à. Bé Lan tới chơi. Lại bé Lan nữa. Nhà sáng tạo nội dung. Cho 12 gói là đẹp. Lên 10 đi mất chất quá. Trời trời. Lê Quang cũng được. Lê Quang Dusky là đẹp nha. Đang cần Lê Quang Dusky nha. Ui mùi gì à. Ui cái gì vậy. Ai đây.
vía. Nhả vía, nhận cái vía của bé Lan bú chồn chồn. Tưởng em ba BB. Đây rồi, ST à, Pháp R Đức. Lại cu ly. Cu ly ngọt nhiều và anh đã cứng. Hai con TM này nó cái thứ đi. Cảm ơn anh Nỉ. A muốn lên người mà vừa có quà cô. Anh muốn lửa lộ lờ à, ý à, ST à, ý ST là ai nhờ? Ai vậy? Ken à, 118 min. Ủa rồi, cái này mà ra 118 thì tôi nói thiệt nha, tôi đéo bao giờ chơi sự kiện. Tôi hứa luôn, đéo bao giờ tôi ngồi tôi chơi sự kiện đâu, đéo 118 nữa. Lại Tây Ban Nha, lại trường ca. Một vòng bằng một wick lương của em. A à, hiểu ý em mà. Tao đéo tin 120. Tao đéo tin là 120. Tao nói thiệt. Tao hứa. Bố. Gì đây? Ai đây? Hai chấm đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. Trời ơi, cái sự kiện đéo có một con nào. Đéo có một con nào luôn. Nguyên cái sự kiện không có một con nào ở trên cao luôn. Đi cái kèo này là siêu phẩm luôn. Cầu này bịp, hai xịt nữa AB ơi. Hai xịt nữa à. Vậy thì quỷ một cái đi. Quỷ một cái, còn con cộng 9 này. Đẩy con cộng 9 này đi trước nha. Gương mặt ngờ nghịch, nằm dài trên sofa, thở dốc là liên tục. Em macro trước 10 phút nữa luôn. Kèo hiệp thì đi con cộng 9 này trước đi. Lên mà. Điệp thật nha, ừ điệp thật đấy. Thôi làng kia nó cản tôi đấy. V6 là còn bịp nhiều mặt cười. V6 còn bịp nhiều nhưng mà tôi đang tin là nó lên đó. Đang tự tin một chút xíu đó. Lại sao? Lại sao? Đó đây rồi. Nói đây rồi. Không sao, mình đã có Cristiano Ronaldo 24TS rồi. Bây giờ 24TI có tạch cũng không sao. Nhưng mồi rất kỹ rồi, đéo nào tạch được. Mồi rất kỹ rồi, đéo thể nào tạch được. Tôi hứa với anh em luôn. Sáng đèn 1 bằng 2 1, 2, 3, 4 Nắp, lên. Nghe là anh đây. Nghe là rớt. Động vật cá. Bảy.